Uh, Kính thưa sư uh, Xin sư chỉ dạy cho con Cách làm sao Để giảm tải những áp lực Trong công việc và cuộc sống Nhất là trong mùa dịch Covid này uh, Thưa quý vị đó. Sở dĩ Chúng ta bị uh, Áp lực là bởi vì uh, Đa phần chúng ta chạy theo Cái chúng ta thích nhiều quá uh, Chúng ta mong cầu quá nhiều Cho nên uh, là chúng ta đặt cho mình uh, những cái tiêu chuẩn quá nhiều từ đó đó um, chúng ta phải bươn chải phải làm lùng phải vất vả để mà có được cái mà mình muốn uh, ví dụ như trong trường hợp của các chưa uh, tăng đi uh, khi mà không có phải uh, đòi hỏi sử dụng cái gì đòi hỏi phải tiêu xài cái gì đòi hỏi phải hưởng thụ cái gì nhiều thì cái nhu cầu của các sư nó sẽ ít và khi mà nhu cầu ít ấy thì sẽ ít đi cái nhu cầu là tìm kiếm cái mà chúng ta gọi là cái kế sinh nhai tìm kiếm việc làm bản thân quý vị cũng vậy thôi nhất là trong cái mùa đại dịch này đó tại sao có nhiều người đó họ sống theo cái cách sống của uh, Mỹ uh, của phương Tây thành ra họ phá sản và họ chịu rất là nhiều những cái khó khăn bởi vì sao uh, cách sống của người châu Á mình ấy đó là gì xài trong khả năng mình có và lúc nào cũng phải để một cái khoản dư uh, ngừa uh, khi biến cố đấy thành ra đấy À, dù là người châu Á mình à, không có mua những cái bảo hiểm ừ, nhưng mà khi mà gặp biến cố ấy, thì cũng không có đến mức là phải à, quá lo hoặc là khi mà à, không có việc làm cũng không phải quá lo nhưng mà cách tiêu dùng của phương Tây là như thế nào xài trước cả tiền sau cứ à, quẹt thẻ liên tục đi à, mượn nợ quẹt thẻ là gì quẹt thẻ quẹt thẻ là mượn nợ cứ mượn nợ cho đã rồi đến tháng thì trả tiền thì như vậy đó khi mà dù cho một người có giàu đến như thế nào đi chăng nữa khi mà họ bị mất công ăn việc làm thì họ rất dễ phá sản bởi vì cái cách sống của họ là một cách sống rất là rủi ro mặc dù là chúng ta có thể nói là nó là cái thúc đẩy Ha, do chúng ta có nhu cầu tiêu dùng nhiều thành ra nó sẽ thúc đẩy chúng ta phải kiếm tiền nhiều thúc đẩy chúng ta đi lên sư không phủ nhận điều đó nhưng mà nên nhớ đó là một kiểu sống rất là rủi ro thành ra người việt mình những ai mà sống theo kiểu đó đó trong mùa dịch này mà mất việc làm thì nợ nó bủ vay tại vì không, không lường trước được thành ra một trong những cái lời khuyên của sư có lẽ là bây giờ nó cũng khá là muộn đáng lẽ là chúng ta nên làm nó từ sớm đó là gì hiểu dục truy túc từ xưa tới giờ luôn luôn là như vậy khi mình ít ham muốn và mình biết thế nào là đủ ấy, thì chúng ta sẽ bớt khổ nhiều lắm ừ. à, cuộc sống là gì một cuộc sống thông minh ấy, là chúng ta không phải là thỏa mãn cái mà mình thích mà phải biết được cái gì là mình thích và cái gì là mình cần và khi nào phân biệt được cái gì mình cần ý thì mình sẽ ít khi mà mình đòi hỏi quá nhiều dẫn đến vung tay quá tráng hoặc là đưa mình vào những cái tình thế hiểm nghèo thành ra à, thiểu dục kia túc là một cái điều thiết yếu ừ. thiểu dục nhớ nhớ nha thiểu dục kia túc không có nghĩa là hạ tiện tức là cái gì cần xài thì cứ xài nhưng mà chỉ xài cái nào cần thôi ừ. À, cái thứ hai đó, sẽ biết là bây giờ à, chúng ta bị áp lực rất là nhiều, áp lực về công việc, à, rất là khó kiếm việc làm, rồi áp lực về nuôi sống gia đình, à, áp lực về à, thậm chí áp lực về gia đình nữa. khi xưa đó um, vợ chồng có khi uh, tối mới nhìn mặt nhau một lần, um, đã đủ chán rồi. À, bây giờ gặp nhau mỗi ngày thì uh, ở vậy đụng những áp lực công việc áp lực áp lực tiền bạc đủ thứ thì rất nhiều gia đình phải cãi vã nhau à nó dẫn đến đủ cái áp lực hết trơn ấy thành ra cái lời khuyên thứ hai của sư là gì biết tìm cái niềm vui mà tìm niềm vui ở đây đó à có nhiều cách nhưng mà sư đề nghị là tìm niềm vui trong thiện pháp à chứ không phải là mình tìm niềm vui bằng cách là mình mở tivi lên rồi mình xem tối ngày rồi hoặc là mình mở mạng lên mình lướt facebook mình lướt tiktok mình lướt youtube mình lướt mỗi ngày thì sẽ không có khuyên như vậy mà tìm niềm vui ở đây đó là gì tìm những cái niềm vui trong thiện pháp những ai có thực hành thiện pháp thì họ mới biết là bản thân cái việc thực hành ấy nó đem lại niềm vui Nha chúng ta có rất nhiều những thiện pháp để chúng ta làm à, như là bố thí nè giữ giới hành thiền cung kính phục vụ à, tùy hỷ hồi hướng nghe pháp thuyết pháp sự sang chi kiến cho đúng tìm những cái niềm vui trong thiện pháp như vậy đó thì chúng ta sẽ bớt đi những cái áp lực nhiều lắm quý vị mà phải làm cơ chứ còn không làm thì mình không có làm mình sẽ thấy là giống như ông sư ổng ổng nói cho qua chuyện phải làm uhm. Rồi một vấn đề nữa đó là cái phương pháp mà hành thiền ấy à, bây giờ thì không thích hợp để mà cho những người mới chưa có qua những khóa đào tạo, họ biết cách hành thiền Kassina, họ biết cách hành thiền tứ niệm xứ, họ biết cách hành thiền hơi thở rất là khó bởi vì nó đòi hỏi phải có thầy có bạn. Thì sư đề nghị là quý vị nên hành thiền tâm từ. Bởi vì bản chất cái tâm từ á um, ai có hành thiền thì biết. Ai có hành thiền tâm từ thì quý vị biết. Nó làm, chưa tạm gọi nha, nó làm cho cái thần kinh của mình ấy, nó thư giãn, nó mềm mại, nó buông lỏng. Mà áp lực là gì? Áp lực làm cho thần kinh chúng ta căng thẳng đúng không? Trong khi đó thiền tâm từ ấy, nó giúp cho chúng ta thả lỏng cái dây thần kinh của mình ra. Thành ra sư đề nghị quý vị nên hành thiền tâm từ phương pháp thì sư đã đề cập ở trong uh, Phật pháp nền tảng quý vị vui lòng quay trở lại uh, cái danh sách phát pháp nền tảng để quý vị xem ha uh, ngoài ra đối với những ai mà lỡ mắc bệnh uh, dính cái uh, covid này hoặc là đang nằm ở trong cái f1 uh, thì uh, quý vị nhớ dùm như thế này uh, quý vị có thể thực hành niệm sự chết cũng được ha? nếu như mà uh, có khả năng thì niệm sự chết tại vì khi chúng ta niệm sự chết chúng ta sẽ sống có trách nhiệm à, và có một vấn đề này nữa đặc biệt là trong mùa dịch covid, sư có lời khuyên đó là hãy là một người thông minh sống có trách nhiệm với chính mình với và với cộng đồng nhiều người đó họ sống một mình không nổi thì họ có nhu cầu tiếp xúc có nhu cầu phải giao lưu nhưng mà trong cái điều kiện dịch giả này thì nó là điều không có nên bởi vì đó mình không biết cái người mà mình giao lưu đó, họ có bệnh hay không rồi họ cái người đó đó họ đã có tiếp xúc với người có bệnh hay không mình cũng không biết nữa rất nhiều những trường hợp hiện tại bây giờ đó uh, Sài Gòn một ngày hơn cả ngàn ca hỏi đâu ra nhiều dữ vậy chỉ đơn giản là bản thân mình mình không có trách nhiệm, Sẽ thấy vẫn rất nhiều người đến gặp nhau mà không có một biện pháp phòng ngừa nào hết, đeo khẩu trang thì nói là sẽ chết. À, cái vấn đề ở đây không phải là dũng cảm hay là không mà là có trách nhiệm hay không. Đấy, à, thành ra đó sống có trách nhiệm giữ gìn à, thực hiện theo các cái chủ trương à, phòng hộ mà các cái cơ quan y tế hướng dẫn thì bản thân nó đó sẽ giúp bảo vệ chính quý vị và bảo vệ chính gia đình của quý vị sống có trách nhiệm với chính mình ha à, nó có một câu nói đó là không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu thôi tức là cái thằng covid đó, nó mạnh như thế nào đi nữa đó mình cũng không có sợ thật sự mà nó mình không có sợ chỉ sợ là những người xung quanh mình họ quá ngu đi họ không có trách nhiệm rồi họ lây lan cho chính họ họ lây lan cho gia đình họ và họ lây lan luôn cho cả mình và cả gia đình mình cho nên lời đề nghị nữa của sư đó là gì sống có trách nhiệm ừ hmm. à...